Ồ, xin chào các bạn. Tài mới trở về từ DMV của Laguna Hill. Tài tính là đi thi lý thuyết lái xe, nhưng mà Tài không có được thi là tại vì Tài chưa có số an sinh xã hội. Sau 2 ngày xếp hàng từ 7 giờ sáng đến 9 giờ sáng thì Tài đã đi về và xác định là mình không thể thi lý thuyết lái xe là tại vì mình chưa có số an sinh xã hội. Nhưng mà Tài muốn quay cái video clip này để mà nói về một cái chủ đề mà rất là phổ biến đối với cộng đồng người Việt tại Mỹ nói riêng cũng như là trên toàn thế giới nói chung. Cái đề tài của Tài đó là thế này. Khi mà chúng ta sống ở Mỹ hoặc là sống ở Việt Nam hoặc sống ở bất kỳ nơi nào, khi chúng ta không có biết về một cái vấn đề nào đó, chúng ta có một cái thắc mắc thì chúng ta thường lên các diễn đàn người Việt, chúng ta thường hay hỏi những người đi trước về cái vấn đề đó. Khi có một câu hỏi đặt ra thì sẽ có rất là nhiều người trả lời, và hầu hết những người trả lời đó xoay quanh ba cái trường phái sau. Trường phái thứ nhất, đó là những người đã trải nghiệm bằng kinh nghiệm bản thân. Dĩ nhiên là những cái chia sẻ của họ là hoàn toàn chính xác, là tại vì họ đã sử dụng cái bản thân của mình để mà trải nghiệm cho những cái lần trước. Nhưng mà hầu hết những cái người thuộc trường phái này thì họ lại rất là kiệm lời trong cái việc chia sẻ, hoặc là họ chia sẻ nó không có được chi tiết, hoặc là nếu như mà chúng ta may mắn lắm mới gặp một người chia sẻ rất là tận tâm, nhiệt tình và rõ từng đường đi nước bước. Thật sự chúng ta rất là may mắn khi mà gặp những người như vậy. Trường phái thứ hai, đó là những người nghe nói rồi sau đó lại đi chỉ người khác cách thức thực hiện. Dĩ nhiên là những người này họ cũng có cái ý tốt cho mình thôi, họ cũng muốn giúp đỡ trong cái tình huống, cái trường hợp và câu hỏi của mình. Nhưng tiếc một cái, đó là họ nghe nói chứ họ không có sử dụng kinh nghiệm bản thân của mình để mà đưa ra cái lời tư vấn. Và với cái trường phái này thì lời khuyên của Tài dành cho các bạn đó là chúng ta vẫn tiếp thu, là tại vì khi chúng ta đặt một câu hỏi, có người trả lời, có người tư vấn thì đó là một cái thiện chí, đó là một cái ý tốt, chúng ta vẫn phải tiếp thu. Nhưng mà để xử lý những cái lời tư vấn đó và đưa ra quyết định như thế nào, đó là tùy thuộc vào chúng ta. Đưa ra quyết định để mà cái quyết định đó nó dẫn đến kết quả hoặc là hậu quả là hoàn toàn nằm ở chúng ta. Cho nên là không có bao giờ mà Tài quay ngược trở lại để mà trách móc cái người tư vấn cho mình hết. Có một cái lưu ý, đó là khi mà bất kỳ ai tư vấn cho các bạn thì các bạn phải thử. Là tại vì các bạn thử thì các bạn mới biết cái cách đó nó hiệu quả hay là không hiệu quả. Còn nếu như các bạn không thử thì không thể kết luận được gì hết. Sau khi các bạn thử, nếu như cái cách đó nó hiệu quả thì các bạn phải quay lại cảm ơn cái người đã tư vấn giúp đỡ mình. Còn sau khi các bạn thử mà cái cách đó nó không hiệu quả thì các bạn càng phải cảm ơn cái người đã tư vấn cho mình. Là tại vì các bạn đã khẳng định được một điều rằng cái cách đó nó không hiệu quả. Để giải thích rõ hơn về cái này thì Tài xin được kể cho các bạn nghe cái câu chuyện về nhà khoa học có tên là Thomas Edison. Chính là người đã tìm ra cái bóng đèn sợi tóc, tiền thân cho tất cả các loại bóng đèn và ánh sáng của chúng ta trong thời buổi ngày hôm nay. Thomas Edison đã thí nghiệm 10.000 lần, đến lần thứ 10.000 thì mới tìm ra cách thức hoạt động của bóng đèn sợi tóc. Và khi ông thí nghiệm đến lần thứ 9.000 thì người trợ lý của ông mới nói rằng: "Thưa ngài, chúng ta nên bỏ cuộc vì chúng ta đã thất bại 9.000 lần rồi." Thomas Edison mới nói với người trợ lý rằng: "Không, chúng ta càng phải tiếp tục, là tại vì chúng ta đã tìm ra được 9.000 cách mà bóng đèn không hoạt động. Nếu như một người khác họ làm lại từ đầu thì họ cũng sẽ phải trải qua 9.000 lần thất bại như chúng ta. Chúng ta rất gần với cái điểm về đích rồi." Hay, câu này hay. Bên Mỹ nó cũng có một câu rất là hay, nhưng mà Tài xin được diễn giải bằng tiếng Việt. Có nghĩa là khi nhìn vào một cái ly nước, mà cái ly nước đó chỉ có nửa ly thôi, cái người bi quan thì họ sẽ nói là chỉ còn nửa ly nữa là hết nước rồi. Cái người lạc quan thì họ sẽ nói là
thêm nửa ly nữa là sẽ được một ly nước. Đó, cho nên là khi mà ai tư vấn cho chúng ta, cho dù cái cách đó nó hiệu quả hay không hiệu quả, thì vẫn phải quay lại cảm ơn cái người đã tư vấn. Và với mỗi lời tư vấn, chỉ đúng một cách duy nhất là chúng ta phải thử nghiệm thôi. Thử nghiệm dù thành dù bại thì chúng ta cũng đã tìm ra được một cách để mà đi đến cái sự thành công. Chắc chắn một điều là nếu như chúng ta kiên trì và giữ vững cái đam mê đó thì chúng ta sẽ đi đến thành công. Và con đường đi đến thành công rất ít, rất hiếm, và không có ai làm đúng một lần là thành công. Đó là cái trường hợp thứ hai. Còn cái trường hợp thứ ba thì nó hơi mắc cười, nó hơi vô duyên mà rất nhiều người Việt mình đang làm, đó là không có tư vấn, không có khen, không có chê, không có gì hết, chỉ chửi, chửi cho sướng cái miệng thôi. Tại nói ví dụ như những cái tình huống mà người ta hỏi về cái hoàn cảnh vợ chồng con cái rồi như thế nào đó, sẽ có trường hợp một, đó là người có kinh nghiệm họ không muốn tư vấn là tại vì họ thấy nó không có xứng đáng để cho họ bỏ thời gian tư vấn. Có trường hợp hai, đó là nghe nói nhưng mà họ cũng không có tư vấn luôn là tại vì họ thấy không xứng đáng. Nhưng mà đặc biệt là trường hợp ba là nhiều nhất, là ba vô chửi 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 một hồi là đi ngoài lề cái câu chuyện mà họ muốn hỏi luôn. Thì đó là ba cái trường phái sẽ xảy ra khi mà chúng ta đặt một câu hỏi ở bất kỳ đâu, cho dù là ở Việt Nam, ở Mỹ, ở Úc, ở Pháp, bất kỳ đâu trên thế giới cũng sẽ có ba trường phái trả lời như vậy. Sở dĩ mà Tài quay cái video clip này là để đúc kết lại kinh nghiệm bản thân để sử dụng cho những lần sau này. Nếu như sau này mà Tài cần những lời tư vấn, Tài gặp khó khăn trong bất kỳ một vấn đề nào đó, thì Tài vẫn tiếp thu tất cả những lời tư vấn, rồi mình suy nghĩ, cân nhắc, sàng lọc và đưa ra quyết định. Là tại vì những cái quyết định liên quan đến cuộc đời của mình thì mình vẫn là người chịu trách nhiệm cuối cùng. Ngày hôm qua Tài đọc được hai cái câu rất là hay mà Tài nghĩ là Tài sẽ làm một cái video clip dài hơn để mà nói về hai cái câu này. Có hai thứ trong cuộc sống mà chúng ta nên xài, không nên tiết kiệm. Thứ nhất là tiền bạc, và thứ hai đó là kinh nghiệm bản thân. Kinh nghiệm bản thân của mình cứ xài đi, mình cứ chia sẻ cho những người đi sau đi. Nó không có mất mát, nó không có hư hao và nó không bị tổn thất gì đâu. Và nó chỉ nảy sinh thêm nhiều hoa thơm trái ngọt trong các mối quan hệ thôi. Xin được khép lại cái video clip này với một cái thông điệp, đó là khi chúng ta muốn làm một việc gì đó, khi chúng ta gặp một khó khăn, chúng ta có một cái câu hỏi mà cần câu trả lời, cần sự tư vấn, thì tất cả những người tư vấn, tất cả những người trả lời đều là những người tốt, những người ân nhân với chúng ta hết. Còn cái việc mà mình đưa ra quyết định để cái công việc đó nó đi đến kết quả hay là hậu quả là phụ thuộc vào mỗi người. Đó là cái tâm niệm của Tài từ xưa đến giờ chứ không phải mới đây đâu. Và nói thêm một chút về cái việc thi lý thuyết lái xe, đó là cũng có người nói với Tài là không cần số an sinh xã hội vẫn có thể ra đứng xếp hàng trực tiếp tại DMV và vào trong thi được. Thì sẽ được khẳng định với các bạn luôn, đó là bắt buộc phải có số an sinh xã hội mới có thể vào bên trong đi lý thuyết, hoặc là người ta giải quyết các thủ tục như đổi bằng lái hay làm real ID thì cần phải có số an sinh xã hội. Hy vọng là những cái trải nghiệm của Tài trên nước Mỹ có liên quan đến giấy tờ nè, có liên quan đến văn hóa, có liên quan đến việc làm, có liên quan đến các mối quan hệ xã hội. Hy vọng là Tài có nhiều cái sự va chạm, có nhiều cái trải nghiệm, và Tài lại tiếp tục chia sẻ cho những người đi sau trên cái tinh thần đó là hai thứ mà mình hãy xài và đừng bao giờ tiết kiệm. Thứ nhất là tiền, thứ hai là kinh nghiệm bản thân của người đi trước chia sẻ cho người đi sau. Là tại vì mình cũng đã từng nằm trong cái hoàn cảnh những cái khó khăn của người đi sau, cho nên mình rất là đồng cảm và hiểu được. Cảm ơn các bạn đã xem video clip này và hẹn gặp lại các bạn ở một cái video clip sau. Hy vọng là Tài sẽ có thêm nhiều những cái câu chuyện nó hay, hấp dẫn và giúp ích được cho cuộc đời của các bạn để mà chia sẻ với tất cả các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.